trong phiên giao dịch ngày mai và thứ hai tuần sau. Những biến động mạnh sẽ diễn ra đối với VN Index. Xin kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã đến với video nhận định thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 12 tháng 12 hôm nay của mình Dương lớn Nếu như đây là lần đầu tiên anh chị đến với channel của Dương lớn có thể để lại một like cũng như là subscribe để chúng ta có cơ hội gặp lại nhau ở trong những video nhận định thị trường tiếp theo Và ngoài ra mình cũng livestream vào lúc 4 giờ chiều thứ 2, thứ 4 và thứ 6 các ngày trong tuần Phiêu dịch ngày hôm nay VNX giảm nhẹ 1,5 điểm về lại 1267 điểm với thanh khoản khá là nhỏ chỉ đạt có 13.400 tỷ VN30 gần như không thay đổi mấy giảm 0,9 điểm về lại 1.335 điểm với thanh khoản đạt 5.800 tỷ biên độ của thị trường thì đa phần hôm nay là giữ cho mình mức đỏ là 230 mã đỏ 82 mã tham chiếu chỉ có 151 mã xanh và chúng ta cũng có thể nhìn thấy là cái sự phân hóa vẫn đang tồn tại rất là rất là sâu sắc trên thị trường hôm nay thì có thể kể tới đó là các cái cổ phiếu liên quan đến ngành thép như là con là hpg bị đạp khá là mạnh trong khi đó thì dòng tiền lại kéo cái nhóm ngân hàng lên à, xu hướng của thị trường nhóm lẫn dắt thì vẫn chưa xuất hiện chưa có và cũng chưa rõ ràng cho lắm chúng ta có thể để để ý là kiểu dòng tiền có thể tìm đến nhóm bất động sản là nó rõ ràng nhất nhóm chứng khoán cũng có một vài phiên tuy nhiên thì đối với cái nhóm chứng khoán thì lát nữa chúng ta cùng nhìn lại về một cái mắt định giá của nhóm chứng khoán mọi người nhé À, nhìn qua về nhà đầu tư nước ngoài thì hôm nay tiếp tục bán dòng 295 tỷ bán FPT, mua Techcombank, mua HDbank, bán Masan bán FRT à, Nhà đầu tư tự doanh thì đến thời điểm hiện tại chưa có số liệu Tuy nhiên thì nhà đầu tư tự doanh đang có 3 phiên bán dòng liên tiếp với cái giá trị đâu đó rơi vào khoảng 800 tỷ đồng Nhìn qua về cái hợp đồng phái sinh thì hiện tại nhà đầu tư nước ngoài đang cầm 18.700 long Nhà đầu tư tự doanh đang cầm 22.300 short thì vẫn là cái vị thế sọt nhiều hơn của nhà đầu tư tự doanh đối với nhà đầu tư nước ngoài và ngoài ra trong cái tuần sau là có tuần đó hạn phái sinh chúng ta để ý một chút sẽ diễn ra vào ngày 19 là thứ năm của tuần sau mọi người nhé và vào ngày 19 này nó cũng sẽ có một vài các cái yếu tố diễn ra mà chúng ta cần phải để ý đó là vào ngày 18 tức là nói chung là vào ngày 19 luôn chúng ta sẽ có cái cuộc họp của Fed liên quan đến việc hạ lãi suất diễn ra thì uh, chắc chắn lần này Fed sẽ hạ ít nhất là 0,25% điểm lãi suất cơ bản và đang có 2,2% tỷ lệ nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ hạ uh, 0,5% điểm lãi suất cơ bản thì chúng ta cùng phải chờ đợi đến cái phiên phiên họp ngày hôm đó xem là ông Jerome Powell sẽ nói gì về triển vọng nền kinh tế mọi người nha. Uh, và ngày hôm qua thì cái chỉ số CPI của Mỹ đã được công bố đạt 2,7% tăng nhẹ 0,1% so với tháng trước uh, là 2,6%. Thì và ngoài ra thì chúng ta để ý một chút là cái core CPI, cái CPI lõi thì thật ra là giảm nhẹ Chỉ có đâu nhỉ, hôm qua mình có gửi à, Hôm qua đây CPI tháng này đạt là 2,7% Còn core CPI tháng này đã 3,3% Đó, tháng trước là nó đinh ngang mọi người nhé thì về cơ bản thì lạm phát nó quan điểm của mình nó không còn là cái vấn đề quá là đau đầu của Mỹ nữa khi mà cái CPI của Mỹ đã về cái mức mục tiêu là quanh 2% rồi cái quan trọng là bây giờ Fed vẫn sẽ tiếp tục là theo cái định hướng là hạ tiếp tục hạ lãi suất tiếp tục nới lỏng cái chính sách tiền tệ để phục hồi cái nền kinh tế thì đến thời điểm hiện tại thì các cái số liệu liên quan đến cái nền kinh tế nó cũng chưa quá là tiêu cực cũng như là chưa quá tích cực thế nên là đa phần là cho ra những cái tín hiệu đi ngang mọi người nhá. Và kết hợp tới yếu tố là tuần sau là cái tuần đáo hạn phái sinh và cuộc họp của Fed sẽ diễn ra cùng tuần thì khả năng rất là cao là những cái biến động ấy khả năng rất cao là sẽ diễn ra vào ngày mai luôn hoặc là thứ hai. Mọi người nhá, còn lại là sẽ đi ngang cho đến khi Fed học xong mà cả thế giới cũng sẽ xem là cái hành động của Mỹ như thế nào và sau đó sẽ đưa ra những cái uh, hành động tiếp theo, những cái uh, động thái tiếp theo của các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Uh, Tỷ giá tăng nhẹ lên 25.471 cũng không có quá điều gì quá nhiều cả. Còn ngoài ra thì về cuối năm thì chúng ta bắt đầu để ý một đến một cái vấn đề đó là tăng trưởng tín dụng cũng như là tăng trưởng GDP của năm 2024 thì có rất là nhiều các cái bài báo cho rằng là năm nay thì mục tiêu tăng trưởng tín dụng đã đặt ra là 15%. À, năm trước thì chúng ta đạt cái mục tiêu rất là ngoạn mục. Nếu như mọi người để ý thì tín dụng năm 2023 là được gọi là về đích một cách ngoạn mục luôn, tức là là trong 3 quý đầu năm, trong những tháng đầu năm thì chúng ta gần như là là là, là rất là khó để nghĩ đến cái bối cảnh là chúng ta đạt được cái mục tiêu tăng trưởng tín dụng cho năm nay. Tuy nhiên về cuối năm thì vẫn đủ. À, năm 2023 là tăng 13,78%. Nó và năm nay là 15%. Thì cái con điểm của mình là là cái con số 15% ấy là không khó, không khó để đạt được. Mọi người nhé. Đấy à, tính đến tháng 7 tăng trưởng tín dụng đạt 12,5% cao hơn cùng kỳ 2023 là 9%. Đấy mọi người thấy không? Đến tháng 7, à, đến năm 7 tháng 12. Năm 2023 mà tăng trưởng chỉ có 9% mà về cuối năm vẫn đạt được cái mức gọi là 13,75% là cái mức rất là kinh khủng Thì năm nay cái việc mà đạt 15% quan điểm của mình là nó không khó khăn gì cả à, Dư địa cho vay cũng nhiều cũng như là các ngân hàng sẽ có những cái um, gọi là kỹ thuật những kỹ thuật để đạt được cái mức tăng trưởng này thế nên là cái nhóm ngân hàng hiện tại cũng đang là cái nhóm mà mình đang bắt đầu có cái sự để ý trở lại ví dụ như là CTG ví dụ như là Techcombank hay là HDBank là những cái cổ phiếu lên lên về post đều là những cổ phiếu đang tỏ ra khá là khỏe ở trong cái bối cảnh của thị trường hiện tại và ngoài ra nếu mà như mà nói về định giá thì nếu như mà chúng ta nhìn vào cái định giá của cái nhóm ngân hàng để đến đến hiện tại thì nó không hề đắt một chút nào cả À, nhìn một vài các cổ phiếu leader của cái nhóm ngân hàng ví dụ như là CTG ở thời điểm hiện tại cái mức P trên B của CTG đang rơi vào khoảng à, 1,3 1,4 nó không phải là cái mức P trên B quá là cao trong lịch sử đúng không ạ chúng ta nhìn vào cái mức P trên B của con CTG này nó là ở cái mức trung bình mức chấp nhận được không phải là mức cao hay là một vài các ngân hàng khác chúng ta có thể đói qua ví dụ như là Techcombank ở mức P trên B lắc quá tăng rồi đấy nhưng mà, nhưng mà ý mình nhá đang nói là cái p trên b cái định giá ngân hàng thời điểm hiện tại nó không quá cao nhưng nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn qua cái nhóm chứng khoán một chút chúng ta nhìn thử vào thằng ai đi thì chúng ta có thể thấy là cái p trên b của con ai ở thời điểm hiện tại đâu đó rơi vào khoảng 2,1 đúng không ạ? thì 2,1 này mọi người nhìn đấy, mọi người nhìn trung bình cái đường P trên B này là cái mức cao đấy, cao trong lịch sử đấy. thế nên là cái dư địa của bọn chứng khoán ấy, quan điểm của mình là nó nó không quá là hấp dẫn, Mọi người nhé không quá là hấp dẫn nếu như mà so với các bọn ngân hàng và Các bọn chứng khoán này thì có điều của mình là có lẽ là sẽ còn một nhịp kéo nữa để cho chúng ta Chốt lời T cộng mọi người nha Những cổ phiếu nhóm chứng khoán đợt vừa rồi mình có vào đỉnh T cộng thì bao gồm Con MBS là thứ nhất này Tuy nhiên thì đợt thì điểm hiện tại Vẫn đang hòa vốn cũng chưa có cái gì quá đặc sắc cả mình đang chờ một cái nhịp kéo về đỉnh Để mình chốt thôi Thứ hai là con HCM thì HCM hôm trước mình có cho chốt non HCM Đấy hôm qua có chốt ngắn hcm lợi nhuận 5% thôi hôm nay kéo lên thì không chốt được giá hôm nay hơi tiếc nhưng mà thôi không có gì phải tiếc cả à, đối với cái nhóm này thì thật ra là câu chuyện thì nó có lẽ là vẫn còn đối với những cái cổ phiếu uh, tăng vốn hay là những cái cổ phiếu kiểu như con ai này có lẽ là câu chuyện vẫn còn nếu như mà tháng 3 của chúng ta uh, có những cái tin tức liên quan đến uh, nâng hạ thị trường tuy nhiên thì nếu như mà xét về mặt kết quả kinh doanh cũng như là về mức định giá thì nhóm chứng khoán ở thời điểm hiện tại nó không còn quá là rẻ, không quá hấp dẫn như một vài các cổ phiếu nhóm ngân hàng hay là cái nhóm mà bất động sản mọi người nhà bất động sản bây giờ định chiết khấu rất rẻ phải nói thật với mọi người. thế nên là cái đoạn này thì con điểm của mình là chúng ta chỉ nên đánh tích cộng đối với nhóm chứng khoán thôi. SSI có lẽ là một cổ phiếu thực dạng là khỏe đấy trong cái nhóm này, khả năng cao nó sẽ có một nhịp tăng nữa mà chúng ta tranh thủ chốt. Mọi người nhá mình thì mình ăn non thôi mình cũng không muốn cầm quá là dài trong cái bối cảnh thị trường hiện tại vì nếu như mọi người nhìn vào cái vn đấy thì là cái cái trend của chúng ta trend lớn nhất của chúng ta đến thời điểm hiện tại trong năm 2024 này vẫn là trend sideways kể từ đầu năm 2024 luôn đúng không ạ tháng 1 năm 2024 đến thời điểm hiện tại chúng ta vẫn giữ cho mình cái biên sideways thì với cái biên sideways như thế này thì để một cái nhóm vốn hóa lớn như là cái nhóm chứng khoán ấy mà tăng vũ bão thì vượt đỉnh các thứ các thứ thì hơi khó tại vì thanh khoản của thị trường mọi người nhìn thấy cũng thấp thị trường của chúng ta cũng chưa vượt qua những cái mốc cao đấy thì nên nếu như mà vị, thị trường của chúng ta vượt một nghìn thì may ra chưa lại nhóm chứng khoán được còn nếu như mà thị trường của chúng ta cứ một quay đầu về lại nghìn hai trăm thì 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 nó khó lắm mỗi mình nói là nghìn hai trăm nghìn nha đấy thị trường của chúng ta phải vượt một nghìn thì chứng khoán mới ổn còn không thì đánh sai quay như này thì có lẽ là mình sẽ bỏ nhóm chứng khoán ra khỏi cái 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 mục tiêu này, đầu tư dài hạn của mình mọi người nhé Ok, còn cái nhóm ngân hàng thì mình cũng nhìn thấy một vài các cổ phiếu cho ra cái tín hiệu rất là đẹp Ví dụ chúng ta có thể nói đến là con CTG, đúng không ạ? Nó có một cái khối lượng lớn này đi ngang hấp thụ rất là ổn Và nó hấp thụ tại cái vùng đỉnh và cũng không có cái tín hiệu xả và phân phối ra như là những cái đoạn trước Thế nên là cái con điểm của mình con CTG này vẫn còn nhiều cái dữ địa à, Về cuối năm và ngoài ra thì về cuối năm à, nếu như mà đặt cái tăng trưởng tín dụng thì còn có các cái ngân hàng được nới room nữa Thì chúng lúc đó chúng ta sẽ xem cái câu chuyện à, về cuối năm ACB khả năng cũng sẽ là một trong những ngân hàng được nới room đúng không ạ? Techcombank ok Techcombank thì được cái câu chuyện là thằng này là cái chất lượng tài sản năm nay của nó ổn là những cái khoản vay liên quan đến Masan và hệ sinh thái họ nhà Vin năm nay chắc chắn là rất là ok Vin năm nay thì thành công với những cái dự án liên quan đến Vinhome của loa Vinfast thì doanh thu cũng đang bắt đầu có những sự phục hồi khá là ổn Masan năm nay kết quả kinh doanh cũng phục hồi khá là tốt Thế nên là cái chất lượng tài sản của Techcombank dần dần cũng phục hồi trong khoảng thời gian tới Và con này cũng là một cái cổ phiếu cho ra cái trạng thái kỹ thuật khá là tốt đó là volume những này, đoạn này cải thiện này, tăng giá khá là ổn, hấp thụ trên đường tăng rất ok hôm nay có volume vào Tuy nhiên là với cái vùng đỉnh nó đi ngang thêm một vài phiên nữa nó cũng tăng qua là chuyện bình thường thế nên là nhóm ngân hàng này eb hôm nay cũng thể hiện sức mạnh này tuy nhiên thì con này nó liên quan khá là nhiều đến câu chuyện địa chính trị như là nhịp này thì mình không quay lại Đợt trước thì mình có có thử lướt sóng eb nhưng mà mình đánh ngắn thôi mình đánh eb đợt đấy chỉ được 15 20% thôi không quá nhiều nên là cái nhóm ngân hàng cũng là cái nhóm chúng ta bắt đầu có thể để ý lại mọi người nhé à đấy, quên mất không nói là chúng ta cũng phải nhìn qua cái vn30f1m một chút, tại vì sắp gần cái ngày đó hạn phải sinh rồi thì nếu mà chúng ta nhìn cái khung 15 phút ấy thì cái đoạn này vn30f1m vẫn đang đi sideways trong cái biên này miễn là chúng ta không thủng cái vùng 335 thì là ổn, mọi người nhé. Tuy nhiên thì về chặt 15 phút thì chúng ta mất mây, không có gì đáng lo ngại lắm. À, một giờ vẫn đang đi sideways, không có vấn đề gì cả. Những cái hỗ trợ ở phía bên dưới vẫn khá là cứng. Và nếu như mà chúng ta quan sát về vn index ở thời điểm hiện tại về mặt kỹ thuật thì um, sau những cái break như này ấy những cái trạng thái mà thị trường đi ngang từ 5 đến 7 phiên nó là cái chuyện rất là bình thường. Vì nếu như mà chúng ta nhìn vào trong quá khứ rất là nhiều đoạn mà thị trường của chúng ta phục hồi từ đáy lên mà có những phiên dịch đi ngang 1 2 3 4 5 6 7 phiên thứ 7 bắt đầu mới tăng là chuyện rất bình thường mọi người nhé Đây cái đoạn này cũng thấy phục hồi từ đáy lên đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu đi ngang 1 2 3 4 5 6 7 8 mới cột cái thị trí bắt đầu kéo. Nói chung là từ 5 đến 7 phiên trung bình từ 5 đến 7 phiên sau break đi ngang thì uh, thường chúng ta sẽ hay uh, Uh, tiếp diễn cái xu hướng tiếp theo. Và cái đoạn này thì có cái đoạn uh, này, chúng ta kéo từ cái vùng 1180 lên. Đấy, break này, qua này, 1 2 3 4 5 6 7 này, 7 phiên bắt đầu giảm. Nó cái đoạn này thì là cái đoạn nó diễn biến nó khá là khác so với thị trường. Uh, thì ta, về cơ bản con này nó tiệm cận cái vùng 1290 còn của chúng ta thì con điểm của mình nó chưa tiếp cận 1290 thì cái cung nó cũng không quá là là gai gắt đoạn này thì cái đoạn dưới này thì rũ hết rồi mọi người ạ à. cái đoạn rũ dưới này rũ rất là nhiều rồi và rất là nhiều nhà đầu tư đợi đẻ hai ở đây cái đoạn này cái đoạn đi ngang này thì rất là nhiều nhà đầu tư đợi đẻ hai bắt đầu mua trở lại thế nên là cái con điểm của mình thì cái lực cung của thời điểm hiện tại nó không quá là nhiều và lực cầu vẫn đang chiếm ưu thế hơn một chút thế nên là view của mình vn index thì cái cửa tăng nó cao hơn còn không nếu mà cửa xấu nhất thì quay trở lại backtest 1260 nhưng mà chúng ta 1267 rồi cũng rất là gần nó dư địa giảm có 7 điểm nên là cái rủi ro ở thời điểm hiện tại không quá nhiều và tiếp theo nhóm bất động sản cũng là một cái nhóm mà mình đang để ý có cái chiết khấu giá rất là rẻ có rất là nhiều cổ phiếu khỏe ở thời điểm hiện tại có thể liệt kê chúng ta có thể nói đến đầu tiên là con DXG này thứ hai là con BDR cũng trong trạng thái khỏe tuy nhiên cái đến này ngày mùng 6 tháng 12 của BDR mình đang thấy hơi hơi yếu một chút thứ ba là cổ phiếu NHA cũng là một cổ phiếu khá là khỏe và đang kiểm chứng lại cái biên sideways và cái, cái break của nó và cũng chưa có cái tín hiệu lủng cái vùng này thì đây đều là những cái cổ phiếu ổn và rất ok để đầu tư cho khoảng thời gian tới ngoài ra thì đa phần mình thấy nó cũng không quá là rõ ràng về cái động lực tăng HDG cũng là một con ok nhưng mà HDG thì mình đánh giá là là về điện nhiều hơn mọi người nhé còn lại thì còn toàn các cái cổ phiếu gọi là nhỏ lẻ và cổ đầu cơ ví dụ như là 14 và VC7 thì đây là những cái cổ phiếu mình gần như không bao giờ đầu tư rồi nên là mình cũng sẽ bỏ qua luôn không nhìn không nhìn đến ngoài ra cũng có một thằng nữa nó cũng phát ra những cái tín hiệu rất là tích cực ví dụ như là bất động sản khu công nghiệp chúng ta thấy tiền vẫn vào vẫn rất là ổn ví dụ như là VGC này nó rất là khỏe đúng không ạ tiền hôm nay vẫn vào là DRI liên quan đến cao su nhiều hơn đó vẫn tăng kéo tăng rất là tốt KBC không có tín hiệu gì cả à, SSC vẫn khỏe đúng không ạ hấp thụ lại một chút thôi nên nhưng mà tuy nhiên thì cổ này hơi ngách thì mình vẫn ưa thích cái nhóm à, bất động sản ở thời điểm hiện tại chiết khấu rất rẻ mình vẫn rất thích cái thằng bất động sản này nên là mọi người có thể để ý cái thằng này mọi người nhé thằng bất động sản cho khoảng thời gian tới nó hấp thụ khá là ổn rồi đấy vốn khá tốt rồi ngày mai mà bọn bất động sản nó chạy tiếp thì nó cũng không có gì là bất ngờ đâu mọi người nhé nên là cái đoạn này thị trường thì uh, mình đang chờ một cái break nữa sau đó thì uh, chốt tích cộng thôi một tuần sau thì khả năng là đi ngang rất là cao mọi người nhé ok uh, chào cảm ơn mọi người rất là nhiều và nếu như mọi người muốn được mình trực tiếp tư vấn đầu tư và quản lý tài sản có thể liên hệ với mình qua phần thông tin ở trong trang cá nhân và ngoài ra mình cũng livestream vào lúc 4 giờ chiều thứ hai thứ tư và thứ sáu các ngày trong tuần chúc các bạn ngủ ngon và giao dịch thuận lợi vào ngày mai nhé